thực hiện quyết định 772 quy đề TTG ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tỉnh mới. Giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà chính phủ Việt Nam đã cam kết. Thời gian tiến hành tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Chư Rút. Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2019, mở đầu là bản tin thời sự trong huyện, tiếp theo là chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân huyện tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Công an huyện mở đợt cao điểm thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Nhà máy điện năng lượng mặt trời huyện Chư Rút chính thức phát điện thương mại. Phần cuối chương trình là phóng sự Hội cựu chiến binh xã Nam Song lá cờ đầu trong phong trào hoạt động của Hội cựu chiến binh huyện Chư Rút. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Công an huyện Tiên Dũ đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính trên địa bàn. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra lưu động nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, Đặc biệt là tại các nút giao thông, điểm đen giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn. Đồng thời, tập trung xử lý các vi phạm như chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông, các vi phạm về điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, chạy quá tốc độ. Để đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Ban an toàn giao thông huyện Chư Rút đề nghị các địa phương phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong việc vận động đoàn viên thanh niên tuân thủ quy định an toàn giao thông, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát để phát hiện xử lý kịp thời những vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Sáng ngày 20 tháng 4, Công an huyện Chư Rút đã mở đợt ra quân cao điểm tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đợt cao điểm diễn ra trong 2 tháng bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 6. Lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp các đội nghiệp vụ công an huyện sẽ thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, Tăng cường kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ thường xuyên vào ban đêm từ sau 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo khép kín địa bàn 24 trên 24 giờ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông chủ động kiểm tra các đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự, ngăn chặn hiệu quả những biểu hiện đua xe trái phép, hành vi chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến đường giao thông đường bộ. Sau buổi lễ, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện và các đội nghiệp vụ đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường giao thông trong huyện nhằm tuyên truyền kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân phối hợp thực hiện đợt ra quân này. Đến cuối tháng 4 năm 2019, nhà máy điện mặt trời chưa rút chính thức phát điện thương mại sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch dự kiến. Việc nối lưới điện trước ngày 30 tháng 6 đã giúp nhà máy được hưởng mức giá bán điện ưu đãi theo quyết định số 11-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Nhà máy điện mặt trời chưa rút trực thuộc công ty cổ phần thủy điện miền Trung, đồng thời là chi nhánh của công ty này tại tỉnh Đắk Nông. Đây là một trong hai dự án điện mặt trời được quy hoạch đầu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, triển khai từ tháng 6 năm 2017. Có tổng vốn đầu tư 1.367 tỷ đồng, với công suất lắp đặt máy 50 MW, điện lượng bình quân 94,71 triệu kWh trên năm, với tần suất 65%. Sản lượng điện dự kiến đạt trên 90 triệu kWh trên năm, doanh thu ước đạt 200 tỷ đồng trên một năm sự kiến trong 9 năm, dự án nhà máy điện mặt trời chưa rút sẽ thu hồi 100% vốn đầu tư. 187.890 tấn pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tại nhà máy có hạn sử dụng 25 năm. Sau thời gian này, nhà máy sẽ đánh giá lại tình trạng pin để tiếp tục sử dụng hoặc thu hồi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tâm Thắng đã đồng hành cùng chị em hội viên phụ nữ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vay vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, giúp nhau về cây con giống. Từ đó đã giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là hội viên đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thực sự. Chị Hờ Sona ở Buôn Nui, xã Tâm Thắng cho biết, những năm trước, gia đình chị là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Khi tham gia vào hội liên hiệp phụ nữ xã Tâm Thắng, chị đã được các chị em chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê, chăn nuôi cải tạo đất, được hướng dẫn các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó chị mạnh dạn áp dụng những kiến thức kinh nghiệm học được vào diện tích cà phê của gia đình, nhờ cần cù chịu khó học hỏi nên vườn cà phê mỗi năm cho chị thu hoạch hơn 3 tấn cà phê nhân, cuộc sống gia đình cũng vơi bớt đi những khó khăn. chị em luôn áp dụng với khoa học kỹ thuật chăm sóc à, tưới tắm với à, bón phân à, cắt chồi rồi làm theo với chương trình của huyện của, của hội phụ nữ xã đã đề ra cho chị em à, phụ nữ di thôn buôn thì luôn luôn phải nắm bắt cái khoa học ứng dụng với khoa học kỹ thuật à, trong sản xuất à, giúp đỡ cho chị em phụ nữ ở dưới thôn buôn phải nâng cao cái trình độ này với cái thu nhập kinh tế đảm bảo cái cái an sinh xã hội so với hiện đại bắt nhịp với chị em ở ngoài cũng như chị Hờ Sona, gia đình bà Hờ Ren cũng là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Năm 2008, bà vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện với số tiền 5 triệu đồng để mua một con bò về nuôi. Được sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tâm Thắng cho đi tham quan các mô hình chăn nuôi có hiệu quả trên địa bàn huyện, nên bà đã mạnh dạn đầu tư mua thêm bò về nuôi, kết hợp với lấy phân bò làm phân bón hữu cơ để bón cho cây hồ tiêu nhờ nuôi bò và chăm sóc cây hồ tiêu nên thu nhập của gia đình bà ngày một tốt hơn, cuộc sống dần đi vào ổn định. Từ cái hồi mà từ năm 2008 gia đình thì mua um, vay ngân hàng chính sách được 5 triệu thì mua một con bò sinh sản. À, đến bây giờ thì à, con bò đó cũng vừa bán vừa nuôi thì cũng được um, phát triển ổn định. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tâm Thắng hiện có 1.589 hội viên, trong đó có 353 hội viên đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Những năm trước đây, đời sống của hầu hết chị em trên địa bàn xã Tâm Thắng còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều chị em là lao động chính trong gia đình, trình độ thấp nên khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế xuất phát từ thực tế nêu trên hội liên hiệp phụ nữ xã tâm thắng đã tập trung củng cố tổ chức hội lấy nhiệm vụ tuyên truyền vận động phát triển kinh tế gia đình làm đòn bẩy của các phong trào thi đua và là mũi nhọn trọng tâm của hội tiến hành khảo sát phân loại đối tượng và xác định nguyên nhân đói nghèo để có hình thức hỗ trợ phù hợp giúp chị em thoát nghèo phối hợp tổ chức tập huấn về kỹ năng quản lý và sử dụng vốn vay cách theo dõi và ghi chép sổ sách phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo dõi, kiểm tra thu hồi vốn, lãi theo từng chi tổ phụ nữ để đồng vốn phát huy hiệu quả. Hội phụ nữ xã Tâm Thắng nói chung mà đối với bốn buôn đồng bào, hội viên bốn buôn đồng bào nói riêng thì vừa qua thì cũng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước chính sách được hỗ trợ các nguồn vốn chính sách của của, của nhà nước ấy, thì qua cái kênh phụ nữ thì được cái phụ nữ quản lý là hiện tại là đối với buôn đồng bà là phụ nữ quản lý hai tổ trong đó là tất cả đến tại hiện tại bây giờ là phụ nữ quản lý sáu tổ trong đó là dư nợ của hội phụ nữ xã thì hơn tám tỷ trong đó là đối với hộ đồng bà mà được vay được tiếp cận với nguồn vốn các ngân hàng chính sách thì nó hơn hai tỷ phát triển kinh tế như là chăm sóc cà phê rồi trồng trồng tiêu rồi có hộ thì nuôi bò sinh sản để mà phát triển kinh tế trong gia đình. Từ những hoạt động cụ thể thiết thực và sự chủ động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tâm Thắng trong phong trào phát triển kinh tế không chỉ giúp chị em thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn phát huy khả năng của mỗi hội viên trong sản xuất, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay các sản phẩm nông nghiệp chất lượng an toàn, nhất là các sản phẩm hữu cơ ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, tận dụng những lợi thế hiện có. Huyện Chư Rút đang tập trung khuyến khích người dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm hướng tới một nền nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững. Huyện Chư Rút có lợi thế về điều kiện tự nhiên với trên 44.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp phù hợp với nhiều loại cây trồng. Với chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao, huyện Chư Rút đã dần hình thành các vùng chuyên canh như vùng chuyên canh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu và một số loại rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ. Xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh, kết nối sản xuất nông nghiệp hữu cơ với công nghiệp chế biến, bảo quản tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, có các cơ chế mở cửa khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản hữu cơ với nông dân. Tuy nhiên, để duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện, cần tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng các mặt hàng nông sản hữu cơ trên thị trường, bảo vệ nhà sản xuất, từng bước nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Hiện nay là thời điểm nhu cầu tái đàn vật nuôi của người dân tăng cao. Để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển tốt, ngành nông nghiệp huyện Chư Sú đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, khuyên cáo người chăn nuôi cẩn trọng khi tái đàn, nhất là đàn lợn. Theo thống kê, hiện toàn huyện có trên 11.300 con trâu bò, trên 64.000 con lợn, trên 437.800 con da cầm. Do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân trong dịp Tết vừa qua tăng cao, nên các hộ chăn nuôi đang tích cực tái đàn. Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi như lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nên ngành nông nghiệp huyện chưa rút khuyến cáo người dân nên thận trọng khi tái đàn vật nuôi để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển hạn chế xảy ra dịch bệnh huyện chư rút đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi lở mồm long móng tuyên truyền đến người chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tiêm phòng định kỳ vệ sinh chuồng trại khi phát hiện đàn vật nuôi có biểu hiện bệnh cần báo ngay cho cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời Trạm Y tế xã Epo hiện có 11 cán bộ y bác sĩ. Trong những năm qua, trạm luôn thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vì vậy, người dân luôn tin tưởng vào công tác hoạt động khám và điều trị của trạm y tế. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, trạm y tế xã Epo đã khám và cấp thuốc cho trên 2.500 lượt bệnh nhân theo phương pháp Đông Tây Y kết hợp. Tỷ lệ chẩn đoán bệnh chính xác đạt trên 90%, kịp thời phát hiện các loại bệnh lây lan và có phương pháp xử lý, điều trị hiệu quả để phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, tập thể cán bộ của trạm luôn nêu cao tinh thần, lương y như tử mẫu sẵn sàng phục vụ bệnh nhân. Những bệnh nhân bị bệnh nặng thì trạm kịp thời phát hiện và chuyển lên tuyến trên chữa trị. Trạm cũng đã chú trọng đến việc khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng là người già cô đơn, không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em tàn tật. Được sự đầu tư của nhà nước, hiện nay trạm y tế xã Epo huyện Chư Rút có cơ ngơi khang trang với diện tích gần 1.000m2, đầy đủ các phòng khám, siêu âm, hậu sản, sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình và nhiều trang thiết bị, dụng cụ y tế hiện đại, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. thưa quý vị và các bạn trong những năm qua cùng với việc thực hiện có hiệu quả các tiêu chí hướng dẫn hoạt động của hội cấp trên hội cựu chiến binh xã nam rong còn phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước và đã được hội viên hưởng ứng tích cực bước đầu đã dấy lên phong trào thi đua đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế sôi nổi trong các tổ chức cơ sở hội góp phần nâng cao đời sống cho các hội viên đảm bảo ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương Hội cựu chiến binh xã Nam rong hiện có tám trăm ba mươi hội viên sinh hoạt ở 19 chín chi hội cơ sở. Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, nên các phong trào thi đua yêu nước đã được Hội cựu chiến binh xã Nam rong triển khai sâu rộng và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo hội viên. Hội cựu chiến binh xã Nam Song được thành lập từ năm chín từ khi tái được lập tỉnh. Đăng Đông 2004 cho đến 2018 Cựu chiến binh xã Nam Song luôn đạt hội Cựu chiến binh gương mẫu và đạt cái thành tích xuất sắc trong tỉnh cũng như trong huyện. Có thành tích trên thì ban chấp hành hội Cựu binh xã Nam Song luôn đoàn kết nhất trí và đồng lòng để phát động tập hợp triển khai mọi nghị quyết của Đảng cũng như nghị của, của hội. Thì chúng tôi vinh dự 2014 được trung ương hội tặng bằng khen. Nét nổi bật trong các phong trào hoạt động của hội cựu chiến binh xã Nam Song đó là phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững. Để có nguồn vốn giúp cho các hội viên đầu tư phát triển kinh tế, ban chấp hành hội đã đứng ra vay vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội huyện cho các hội viên vay phát triển kinh tế gia đình với tổng dư nợ đến nay gần 13 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn xây dựng được nguồn quỹ vì đồng đội được trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Đặc biệt, với tình đồng chí đồng đội, nhiều hội viên có điều kiện kinh tế đã giúp các hội viên nghèo vay vốn không tính lãi, ủng hộ các loại giống cây trồng vật nuôi, ngày công lao động hướng dẫn cho nhau áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả, không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn tận tình hướng dẫn giúp đỡ các hội viên khác cùng vươn lên làm giàu. Nhờ có kiến thức kỹ thuật, có vốn sản xuất nên nhiều hội viên cựu chiến binh đã thoát khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu, từng bước vươn lên có cuộc sống khá giả. Hiện hội cựu chiến binh xã Nam Song chỉ còn 14 gia đình hội viên nghèo, trên 70% số hội viên có đời sống kinh tế ổn định với mức thu nhập bình quân từ 50 triệu đồng trở lên. Khi trở về địa phương thì tham gia là người nông dân về địa phương tham là người nông dân thì tham gia vào cựu chiến binh thì thấy trong cựu chiến binh thì nó vẫn có về cái mặt lợi là mình vẫn không quên được cái nhiệm vụ của mình là người lính giúp đỡ cũng trong chi hội thì cũng đoàn kết và là cũng nhiệt tình thi đua để sản xuất thực hiện cả tốt các tiêu chí của của thôn đề ra Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần của cán bộ hội viên cựu chiến binh cũng được nâng lên, công tác phát triển hội viên cũng được các cấp hội chú trọng thực hiện. Nhờ vậy, tư tưởng của cán bộ hội viên cựu chiến binh luôn yên tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, điều hành của chính quyền địa phương. Hội cựu chiến binh xã Nam Dòng đã thực hiện tốt phương châm vừa củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vừa tập trung các biện pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình hội viên tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, không ngừng tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ noi gương các cựu chiến binh và cha ông đi trước, phát huy truyền thống cách mạng để xứng đáng là con cháu cụ hồ. Và chúng tôi thường xuyên đạt cái hiệu quả cao trong công tác phát động thi đua. Coi thi đua là một cái biện pháp công tác xây dựng hội. Cụ thể là phong trào hay nhất ba nêu gương rồi là đỡ đầu cho đoàn thanh niên đảm bảo cái an ninh trật tự trong thôn xóm và khu dân cư. Chúng tôi tiếp tục phấn đấu khắc phục những cái tồn tại khiếm khuyết của năm năm đã qua và trong cái 1924 chúng tôi sẽ phấn đấu duy trì phấn đấu giữ vững là cái hội trong sạch vững mạnh là một trong những cái điểm sáng của huyện của tỉnh Đắk Nông trong xây dựng nông thôn mới cũng như xây dựng phát triển đất nước. Có thể nói, với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Hội cựu chiến binh xã Nam Song đã góp phần cùng chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố hơn nữa niềm tin của hội viên cựu chiến binh và quần chúng nhân dân vào đường lối lãnh đạo đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tô đậm thêm truyền thống hình ảnh Anh Bộ đội Cụ Hồ, dù ở cương vị nào cũng luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tiên Rút xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website đaitruyenthanhchienrut Nông gov vn Thân ái chào tạm biệt.